Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh động viên chốt sổ ngân sách năm 2022. Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến kiểm tra, động viên công tác khóa sổ ngân sách nhà nước năm 2022 tại Sở Tài chính. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn tặng lãng hoa chúc mừng khối Tài chính tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 51.200 tỷ đồng, vượt 250% so với dự toán Trung ương giao, vượt 162% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 169%. Trong đó, thu nội địa đạt trên 46.800 tỷ đồng, vượt trên 325% dự toán Trung ương giao và 194% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thu xuất nhập khẩu đạt hơn 4.400 tỷ đồng, đạt 123%. Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước về cơ bản đều đạt dự toán, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương các đơn vị trong khối tài chính của tỉnh nói chung và Sở Tài chính nói riêng đã nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2022. Ngành tài chính đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực cao của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Trong đó công tác thu chi ngân sách nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ dự toán được giao. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Sở Tài chính cần tiếp tục phối hợp với các ngành trong khối tài chính của tỉnh, áp dụng đồng bộ các giải pháp để thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính, ngân sách đã đề ra năm 2023, đòi hỏi các đơn vị trong ngành tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải quyết tâm và phấn đấu hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phải bám sát các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và kết luận kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, phấn đấu hoàn thành đạt kế hoạch thu ngân sách năm 2023 do Trung ương và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao, để đảm bảo nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quản lý ngân sách theo đúng chế độ quy định trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2022 và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo nghị quyết số 70 của Chính phủ. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đẩy nhanh các tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch trong thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra kiểm toán. Việc triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023 diễn ra trong bối cảnh của nền kinh tế xã hội tiếp tục có những diễn biến, song cũng còn nhiều những khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Tài chính với các đơn vị trong ngành tài chính, với Ủy ban các huyện, thị xã, thành phố, với những quyết tâm cao của cán bộ và công chức trong toàn ngành tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng ngành tài chính nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Đối với nhiệm vụ chi ngân sách, bên cạnh việc đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, cần bố trí chi cho công tác an sinh xã hội. Ngay đầu năm 2023, các đơn vị trong khối tài chính tỉnh cần cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng những kế hoạch, việc làm cụ thể, tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Nhân dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân thuộc các đơn vị khối tài chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra động viên công tác khóa sổ tài chính tại kho bạc nhà nước tỉnh. Theo báo cáo của kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên, đến ngày 30 tháng 12, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là hơn 51.200 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách thường xuyên của tỉnh là 6.866 tỷ đồng, bằng hơn 82% dự toán. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương tập thể cán bộ, công chức kho bạc nhà nước Hưng Yên đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng chí yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, bảo đảm chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình giao dịch với kho bạc nhà nước, tăng cường chuyển đổi số trong việc quản lý thu chi ngân sách địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 3490 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về đất đai, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử, vận hành hiệu quả hệ thống thông tin, điều tra, đánh giá về đất đai, đẩy mạnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, thu hồi toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn sử dụng, tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường, kể cả trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra vi phạm. Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong tư vấn, thiết kế, thí nghiệm và thi công công trình điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên. Qua 4 năm đi vào hoạt động, đơn vị đã khẳng định được ưu điểm và trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình vận hành và khai thác các dịch vụ về điện. Hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình là buổi thí nghiệm điện đối với trạm biến áp khu dân cư thôn Thông Quan Tượng, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Triển khai sửa chữa, thí nghiệm tại hiện trường luôn phải bảo đảm thêm quy trình an toàn cho người và vật nơi thiết bị điện đã được lắp đặt so với việc thí nghiệm tại trụ sở nơi làm việc. Đảm bảo thực hiện công việc được tốt đấy, thì trước tiên là chúng tôi phải có đầy đủ các cái biện pháp tổ chức thi công từ bảo hộ lao động đầy đủ và đảm bảo con người là đầy đủ sức khỏe tốt để thực hiện công việc đảm bảo được đúng chất lượng và an toàn. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị luôn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty giao. Trong đó, năm 2021, Xí nghiệp vinh dự được nhận giấy khen của công ty và xếp thứ 2 trên 27 xí nghiệp trực thuộc công ty dịch vụ điện lực miền Bắc vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ điện. Năm 2022, Xí nghiệp đã hoàn thành 1.248 công trình với công tác thí nghiệm định kỳ 1.040 trạm biến áp, thí nghiệm và CBM 208 công trình điện, đã phát hiện 99 khiếm khuyết và kiến nghị phương pháp xử lý cho công ty điện lực Hưng Yên, góp phần giảm sự cố điện và tổn thất kinh tế cho ngành điện hàng tỷ đồng. Tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn đội, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2022, được ban giám đốc ghi nhận và bước tới năm 2023 chúng tôi sẽ hoàn thành tốt hơn nữa. Với 3 lĩnh vực sản xuất gồm tư vấn thiết kế công trình điện, thí nghiệm điện và xây lắp sửa chữa công trình điện, năm 2022, doanh thu của Xí nghiệp đạt trên 14,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra 122%. Không chỉ hoàn thành công tác thí nghiệm CBM với các công trình điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mà còn ký kết được 376 hợp đồng ngoài ngành điện, tạo doanh thu 5,2 tỷ đồng. Năm 2023, đơn vị tiếp tục nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân thông qua đào tạo và đào tạo lại, duy trì tốt 5S và chuyển đổi số toàn diện. Năm 2022 là chúng tôi đã áp dụng cái phương pháp thí nghiệm chuyên sâu, sử dụng các thiết bị thí nghiệm hiện đại và nhân lực thí nghiệm chúng tôi đào tạo chuyên sâu, ứng dụng những cái phần mềm 3D rất trực quan, có những cái sản phẩm tốt nhất. Và đặc biệt nữa là chúng tôi sẽ chăm lo đến điều kiện làm việc, cải thiện môi trường cũng như là thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong cái thời gian tới. Chuyên môn hóa đang là xu thế tất yếu đối với các mô hình sản xuất dịch vụ hiện nay.
Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hưng Yên đã cho thấy một mắt xích không thể thiếu trong mô hình của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nhằm tạo ra một đơn vị dịch vụ điện chuyên về thiết kế, thi công và thí nghiệm điện. Phần việc còn trống ở khối doanh nghiệp điện lực nhà nước đã lâu. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Thành Công, huyện Khoái Châu đã đa dạng hình thức tuyên truyền, huy động sức mạnh đoàn kết của người dân để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng. Năm 2019, xã Thành Công, huyện Khoái Châu triển khai dự án đất giãn dân 2,9 ha để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Khi thực hiện dự án này, sẽ phải thu hồi đất nông nghiệp của 60 hộ dân ở hai thôn Hướng Quất 1, Hướng Quất 2. Do phần lớn các hộ dân ở đây thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp nên có nhiều băn khoăn, lo lắng, khiến công tác giải phóng mặt bằng lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đã tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập tổ công tác đến từng hộ để vận động. Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, kiên trì giải thích. Thì đối với các cái chế độ từ đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thì chúng tôi cũng đã mở rất nhiều hội nghị, mời bà con trong diện đến để phổ biến. Thì bà con thì từng bước đã nhận thức được cái chủ trương lớn của địa phương, thì từ đó thì các hộ đã đồng thuận. Với cách làm bài bản kiên trì của Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể, các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án khu giãn dân đã đồng thuận nhận hỗ trợ đền bù để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Từ năm 2002, nhà tôi thế là được chuyển về trên này là đi năm 63. Bao nhiêu năm đến lúc đó mới được thu tất cả các cái hoa lợi bên mặt trận rồi các cái đoàn thể. Thế rồi đối với đảng bộ địa phương và chi bộ thì cũng tuyên truyền vận động. Từ đây nó là một cái dự án giãn dân, mà giãn dân theo cái kiểu mẫu. Cho nên là lúc đó là toàn bộ người dân người ta nhất trí. Năm 2022, xã Thành Công triển khai dự án đường giao thông phải giải phóng mặt bằng của 30 hộ. Hộ nhiều nhất là 100 mét vuông, hộ ít nhất là 20 đến 30 mét vuông. Nhờ sự sáng tạo bài bản trong công tác tuyên truyền, vận động, chỉ trong vòng 2 tháng, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ tuyến đường. Khi mặt trận xã và coi vậy là mặt trận thôn đến đây tuyên truyền, cái tất cả dân chúng tôi ở đây thì cũng rất là ủng hộ, không có cái gì là cái khó khăn cả. Qua triển khai công tác giải phóng mặt bằng ở xã Thành Công cho thấy, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể và tổ chức thành viên trong tuyên truyền vận động nhân dân, giúp người dân hiểu được đầy đủ chủ trương chính sách của nhà nước đối với công tác giải phóng mặt bằng, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp huyện năm 2022 tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Tình huống giả định, vào hồi 9 giờ 55 phút ngày 30 tháng 12 năm 2022, xảy ra cháy tại cơ sở sản xuất tái chế nhựa của một gia đình tại cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai. Do đường dây dẫn điện phục vụ sản xuất lâu ngày không được kiểm tra thay thế, sau thời gian ngắn, đám cháy đã nhanh chóng lan sang cơ sở sản xuất tái chế nhựa của hộ gia đình khác. Buổi diễn tập huy động gần 250 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng dân phòng xã thị trấn, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy với nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thực hiện các nội dung diễn tập theo kịch bản. Qua buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi các tình huống cháy nổ tai nạn xảy ra đối với các cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao, khu dân cư, cụm công nghiệp, làng nghề, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cứu nạn cứu hộ trong chữa cháy của lực lượng phương tiện tại cơ sở. Nếu để tràn dầu xảy ra sẽ gây hậu quả nghiêm trọng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy mà các doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc ngăn ngừa sự cố tràn dầu và phòng cháy chữa cháy. Nếu mà không tập thường xuyên thì khi xảy ra tình huống thì mình sẽ xử lý nó sẽ không được nhanh, gọn. Chúng tôi có thể là diễn tập trong một tuần thì có thể là 3 lần. Với hơn 30 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên luôn coi trọng việc phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa sự cố tràn dầu trong quá trình lưu thông trên đường, nhập hàng, bán hàng. Trong đó có việc đầu tư các thiết bị, dụng cụ, trang bị kiến thức xử lý sự cố cho nhân viên,
thường xuyên kiểm tra để chủ động ứng phó nếu xảy ra sự cố. Mỗi cửa hàng đều thường xuyên tuyên truyền cho nhân viên, khách hàng về tầm quan trọng của việc phòng ngừa sự cố tràn dầu, cũng như định kỳ tổ chức các buổi diễn tập xử lý tình huống. Trong quá trình mà làm việc thì cái rủi ro để xảy ra cái chuyện là tràn hoặc là rơi vãi xăng dầu là rủi ro là rất lớn. Nó rất là nhiều trường hợp có thể xảy ra, có thể là ô nhiễm môi trường hoặc là xảy ra cháy nổ. Chúng tôi đã xây dựng các cái phương án chống tràn vãi xăng dầu, trong đó là có các tình huống giả định. Thế để huấn luyện anh em, chị em, cán bộ công nhân viên tại cửa hàng thì chúng tôi thường xuyên là ôn luyện tình huống từ lý thuyết đến các cái buổi diễn tập. Để từ đấy anh em trong quá trình làm việc mà xảy ra sự cố thì có thể xử lý ngay và nhanh. Không chỉ các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển xăng dầu mới coi trọng đến công tác phòng chống cháy nổ, sự cố tràn dầu. Các doanh nghiệp sản xuất có liên quan đến hóa chất cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Theo đánh giá của ngành công thương, các doanh nghiệp đều chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch phòng ngừa từ đầu năm. Sau khi được phê duyệt, đều tổ chức diễn tập xử lý tình huống các sự cố liên quan đến phòng chống cháy nổ và sự cố tràn dầu. Anh em công nhân trong bộ phận đều được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cũng như trang thiết bị để chống phòng chống sự cố rò rỉ tràn đổ hóa chất. Và khi thao tác thì cũng thường xuyên được diễn tập phòng chống tràn đổ hóa chất 3 tháng một lần. Khi ý thức được các nguồn tiềm ẩn cũng như đánh giá được các nguyên nhân dẫn đến nguy cơ sự cố tràn dầu, các sự cố về hóa chất, nên các doanh nghiệp liên quan đến bảo quản, vận chuyển, sản xuất hóa chất tại Hưng Yên đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành chức năng. Do vậy mà từ năm 2010 đến nay, tại Hưng Yên không để xảy ra cháy nổ và sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023, các lực lượng chức năng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đi lại cho nhân dân. Để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào những vi phạm của xe ô tô chở khách, các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, vượt quá tốc độ cho phép, tránh vượt không đúng quy định, xe chở quá tải, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến trong dịp Tết Dương lịch và Tết Quý Mão 2023, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tiến hành phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở hàng quá khổ quá tải và các xe khách đón trả khách không đúng quy định. Trên tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 39, tuyến đường 379 có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, do đó dễ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Cùng với đó là nhu cầu về vận tải hành khách, hàng hóa cuối năm đông, nhất là các địa bàn có nhiều dịch vụ cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Qua đó, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện những vi phạm về tham gia giao thông trên tuyến, nhất là thời điểm cuối năm, lưu lượng tham gia giao thông vi phạm khá đông. Lưu lượng phương tiện giao thông tham gia giao thông vào dịp Tết cũng rất là đông, nên là đội cảnh sát giao thông đã thường xuyên bố trí cán bộ chiến sĩ trực tại các điểm chốt có khả năng xảy ra ùn tắc để phân luồng và hướng dẫn các phương tiện mua bán hàng hóa và phương tiện đi lại đảm bảo giao thông thông suốt. Theo thống kê, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra trên 158 vụ va chạm tai nạn giao thông, làm chết 110 người và bị thương 120 người. Mặc dù số vụ tai nạn giao thông và số người chết giảm so với cùng kỳ năm trước, song tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gia tăng tai nạn giao thông, nhất là dịp cuối năm khi mà lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông dự báo sẽ tăng cao, đòi hỏi các ngành, các phương tiện cần phải có những giải pháp quyết liệt để kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là việc người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, đây là nguyên nhân cao dẫn đến những vụ tai nạn giao thông vào những dịp cuối năm.